Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hơn 120.000 học sinh từ khối lớp 5 trở lên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bắt đầu đi học trở lại sau thời gian dài phòng chống dịch bệnh COVID-19. Song song với việc dạy học, việc đảm bảo an toàn cho học sinh được các nhà trường chú trọng. 6 giờ 30 phút sáng đã có nhiều học sinh trường tiểu học Nhật Tân huyện Tiên Lữ tới lớp. Hoạt động đưa đón học sinh diễn ra bên ngoài khuôn viên trường. Học sinh lớp 5 còn nhỏ, nhiều em chưa ý thức được tầm quan trọng của các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đòi hỏi gia đình và nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ. Nhà trường cùng với kết hợp với ban đại diện phụ huynh của các con ấy, thì đã chuẩn bị là cái thứ nhất là trước khi đến trường là phải có phiếu đo thân nhiệt mà phải được sự xác nhận của cha mẹ học sinh. Cái thứ hai là chuẩn bị cho nước uống riêng, khẩu trang và khăn lau miệng, lau mũi. Cái thứ ba là không được mang đồ ăn đến trường. Không chỉ đồng hành cùng nhà trường, nhiều phụ huynh đã hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn, khăn lau tay cho học sinh. Buổi sáng thứ hai đầu tiên đi học trở lại, các trường học tổ chức sinh hoạt tại lớp thay cho lễ chào cờ tập trung. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cung cấp thông tin điều tra dịch tễ. Tất cả học sinh đều được yêu cầu phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn vệ sinh tay sạch sẽ trước khi vào lớp. Nhiều trường đã lắp đặt thêm bồn rửa tay, trang bị nước sát khuẩn, xà phòng, khăn giấy đến tất cả các lớp. Chúng tôi đã bố trí là phối kết hợp với trạm y tế địa phương là có nhân viên y tế nên cùng với nhà trường để hướng dẫn và kiểm tra sức khỏe của các cháu hàng ngày để theo dõi, và sau mỗi một buổi thì chúng tôi sẽ có những biên bản giữa y tế và nhà trường về cái sức khỏe của các cháu. Nếu như cháu nào mà nhiệt độ mà sốt trên 37.2 thì chúng tôi đã có cái chuẩn bị sẵn sàng cái phòng y tế để cách ly các cháu. Đối với học sinh bậc trung học phổ thông, đây là lần thứ hai trở lại trường học tập. Bởi vậy, các quy định về phòng dịch đều được nắm chắc. Vấn đề được quan tâm nhất là đảm bảo kiến thức, đặc biệt là học sinh khối 12. Đây là giai đoạn nước rút để học sinh ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Cảm giác của em cảm thấy rất là vui khi được quay trở lại trường để học tập. Bọn em trao đổi với thầy cô bạn bè để có những cái kiến thức để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Thực hiện yêu cầu giãn cách, tất cả các trường học đã chia lớp thành hai nhóm. Mỗi nhóm học không quá 3 buổi một tuần. Số học sinh trong một phòng học dưới 30 em, khoảng cách giữa hai học sinh theo quy định của ngành y tế.